sao không ai trả lời, nhắn tin theo cùng gió. Hắn còn đây đợi nghe con chim cúc cu kia nó hót lên một câu rằng có một nàng ở trong rừng, lạc trong rừng, kiếm trong rừng. Chiếc khăn phiêu, chiếc khăn phiêu theo chị hồng, theo gió cuốn bay về đâu. Chiếc khăn phiêu theo chị hồng, theo gió cuốn bay về đây. Vương trên cây, à chị ơi tới đây, nhặt lấy chiếc khăn đẹp này. Tối nay đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, lạc qua rừng. Khăn phiêu đây, à ơi có phải thắm thiết duyên nhau. Chiếc khăn đây là môi nối duyên nhau, người tôi chờ. Tiếng tôi vang rừng núi, không ai trả lời, nhắn tin theo cùng gió. Khăn còn đây đợi người, tiếng tôi vang rừng núi. Sao không ai trả lời, nhắn tin theo cùng gió. Sao không ai trả lời?